giờ chúng ta nghe lại cho nó rõ ràng chút này arina nhờ sự truyền dạy tiếp tục như vậy các bậc minh quân đã đạt đạo yoga nhưng với thời gian đạo yoga đã bị rơi vào quên lãng hôm nay ta mặc khải cho nhà ngươi về đạo yoga này xưa vì nhà ngươi vừa là tông đồ vừa là à, bạn ta ta bảo thật đây là truyền nhiệm tối thượng này Arjuna ta vốn có rất nhiều kiếp sinh trong quá khứ nhà ngư cũng vậy này Arjuna nhưng ta khác với nhà ngư vì ta biết tất cả những kiếp tái sinh của ta dẫu ta là vô sinh và đại ngã tối thượng bất tử hoặc là đức thế tôn của muôn loài ta vẫn hiện hữu trong bản ngã của ta nhờ quyền năng kỳ bí nên ta hiện hữu này A-di-na khi bốn phận bị lãng quên tội lỗi bao trùm tất cả lúc đó ta phát hiện một lần nữa ta tái sinh từ thế kỷ này qua thế kỷ khác để tiêu diệt điều ác và để giải, trị, duy trì chánh pháp cũng như thiện đức này arina kẻ nào biết được kiếp sinh và hành động thánh thiện của ta bằng chính yếu tính của mình kẻ đó khi rời bỏ xác thân sẽ không còn tái sinh nữa hẳn đến bên ta ai thoát khỏi đam mê sợ hãi và giận hờn tâm hồn đầy đại ngã ta và tìm cách hiện hữu trong ta nhờ đạo hiền minh người đã trở nên tinh khiết và sẽ thế nhập vào bắn ngã của ta này arina hãy theo con đường vô thượng của ta bất cứ nơi nào con người tìm đến ta cũng đều ăn cần đón nhận muốn chống đạt được chính quả thì chính quả ấy phải do những nghiệp hy sinh thành thanh thiện ở đời. Theo sự phân phối các đảng tính, vi và hành động, tức là các ma, ta lập ra thể thống gồm bốn giai cấp, nhưng vẫn phải hiểu, phải hiểu ta là bản ngã bất động vĩnh cửu. Hành động không làm hại ta, vì ta không ước mong kết quả. Nếu hiểu ta như vậy, người đó thoát khỏi hành động. Chính vì thế, tổ tiên chúng ta khi ý thức được điều này, có người khóc khâu giải thoát và hoàn tất bổn phận của mình. Vậy nhà ngươi hãy theo gương tổ tiên để hoàn tất bổn phận của mình đi. Thế nào là hành động? Thế nào là không hành động? Câu hỏi đã khiến Ngài các bậc đại hiền cũng thường bối rối. Bây giờ ta dạy nhà ngươi thế nào là hành động, sau khi hiểu rõ nhà ngươi sẽ thoát khỏi đau buồn. Phải ý thức được bản chất của hành động. Hành động xấu, tốt cũng như là bất động. Hãy hãy ý thức được bản chất của hành động xấu tốt cũng như bất động bản chất của hành động là bản chất đầy mặt tính. Ai ý thức được hành động cũng như không hành động và không hành động cũng như hành động, người đó là bậc hiền giả và sẽ hoàn tất mọi hành động một cách hòa đồng. Hành động của ai thoát khỏi dục tưởng, hành động ấy được ngọn lửa của đức hiền tính soi sáng, cho nên người ấy xứng đáng là bậc hiền giả ở đời. Ai thoát khỏi mê chấp của hậu quả hành động, tự mình cảm thấy hài lòng và không ý lại vào người khác. Được như thế, hành động cũng như không hành động. Người nào tiêu diệt được dục vọng, làm chủ được tinh thần mình, xa lánh mọi sở quyền và không làm điều sàng bậy, thoát khỏi thì thoát khỏi tội lỗi. Khi thành công hay thất bại, đều tỏ ra hài lòng với một tâm hồn thoáng nhiên tự tại. Người như vậy, để thoát khỏi yếu tính, đối nghịch, không còn gan ghét, đố kỵ, cho nên dẫu cho người đó hành động vẫn không bao giờ hệ lụy. Khi hành động của một người không còn lại ràng buộc, người đó hoàn toàn được giải thoát. Khi hành động của người của một người không còn bị ràng buộc. Người đó hoàn toàn được giải thoát vì tâm thức định tĩnh nên hành động như một đức hy sinh. Hành động phước thiện là bản sắc vĩnh cửu của vị sa môn cũng giống như sự dân hiến danh đức của mình về cõi phạm thiên bất diệt. Ai tập trung hành động của mình về bản sắc này người đó sẽ trở thành sa môn vĩnh cửu có những đạo sư yoga dân đồ phụng hiến lên các thần linh tức là đờ va à. nhưng nhiều vị khác lại không làm như vậy họ hiến dân những hành động hy sinh vì danh đức hy sinh trong ánh sáng phạm thiên bất diệt để hạn chế tinh thần phóng giặc có những vị vứt bỏ thính quan và những quan nan khác trong khi nhiều vị lại vứt bỏ âm thanh và những quan nan khác có nhiều vị khác hy sinh tất cả hành động thuộc quan nan và nguồn sống của mình vào con đường giải thoát và điều ngự tự ngã được tâm thức phô bài có nhiều vị khác dâng hiến sự giàu sang thịnh vượng của mình cũng như từng dân hiến đạo hạnh hai chính bằng những công trình thiền định yoga. Trong khi các vị khác hiến dân lòng quân tập, Có kinh ngữ phệ đà và tâm thức của mình bằng những lời thề khó và bằng tinh thần trì cửu. Có những vị dùng sức sống của mình quân tập phép hô hấp bajama. Có những vị nhờ ăn uống thanh đạm đem hết sinh khí phụng sự cuộc đời tất cả những vị vừa kể là những người ý thức được đức hy sinh nên tội lỗi của họ không còn nữa này tư lệnh của đại tập kuru khi con người hợp nhất trong vĩnh cửu bất diệt con người sống bằng đức độ hy sinh và cảm thấy như đã uống được thuốc trường sinh bất tử ai không biết hy sinh cho thế giới này người đó chẳng bao giờ thấy được thế giới khác trước mặt vị sa môn có biết bao nhiêu đức hy sinh làm sao kể xiết do hành động mới có đức hy sinh biết như vậy các người này um, sẽ được giải thoát này arina đức hy sinh cao quý nhất là hiền tính này ba tha nhờ đức thần nhờ tinh thần đại thể mọi hành động đều nằm trong đức hiền tính hãy học đức hiền tính hãy chuyên tâm và coi đó là nghĩa vụ ở đời bậc hiền giả nhờ giác ngộ với đức hiền tính nên đã tìm ra chân tính của vạn vật họ sẽ dạy tư tưởng bất hủ này cho nhà ngươi này arina khi đã đạt đến giác ngộ nhà ngươi sẽ không còn lầm lẫn nhờ ánh sáng của đức hiền tính nhà ngươi sẽ thấy đại ngã trong chính tâm hồn mình và trong ta nếu nhà ngươi là kẻ mang trọng tội nhờ tâm thức này sẽ vượt khỏi biển tội lỗi này Ajina, khả năng của đức hiền tính tiêu diệt hành động dễ dàng như lửa biến nhiên liệu phút chốc thành đống tro tàn. Trong thế giới này không có gì tinh khiết bằng đức hiền tính. Kẻ nào giấc ngộ trong đạo yoga sẽ thấy rằng cuộc đời của hắn chính là đức hiền tính trong đại thể. Kẻ nào đầy đủ đức tin kiểm soát được quan năng của mình khi đã đạt được đức hiền tính hẳn sẽ sống trong niềm hòa bình vô thượng những kẻ ngu xuẩn lòng đầy hồ nghi và thiếu đức tin sẽ bị quỷ diệt khi khi tâm vì khi tâm trí hồ nghi làm sao họ có thể thỏa vui trong thế giới này trong thế giới khác hoặc với bất kỳ một hạnh phúc nhỏ bé nào này A-di-na, kẻ nào nhờ đạo yoga này từ bỏ được hành động và nhờ đức hiền tính trong hồ, lòng hồ nghi không còn nữa, kẻ này sẽ không còn lụy vào hành động. Này A-di-na, kẻ kiên trì trong đạo yoga đứng lên hãy vung lưỡi gươm hiền tính chém phan mối hồ nghi sinh tử sinh từ ngu lậu và từ lâu lan lõi trong tâm hồn. Đây là nó thuộc về cái gọi là trí tôn ca. Tức là một cái bản văn nó nằm vào cái hệ thống kinh điển xưa cũ nhất mà thật sự rất ít người mà đọc đến có thể nó là một cái bản văn cổ và nó dạy được tất cả những cái phương pháp tu tập và những cái đặc tính của con người trong cái sự tiến hóa tâm thức và cái điều đó là nó có một cái sự thực hiện ngay trong hiện tại chứ không phải nó nói về cái nhân quả nhiều đời hay này kia nếu con người thực hiện một cái gì ngay trong đời này thì cũng trong đời này chúng ta kiểm chứng được cái trình độ chứng đắc đó cho nên nói về cái yoga không phải là cái cái hatha yoga mà nó còn bati yoga rari yoga về những cái yoga về trí thức về yoga về hành động và những cái cho nên ở đây nó nói về bốn trí thức tức là jnana yoga đó cho nên tất cả những cái nguồn giáo lý cổ xưa hoặc là bất cứ cái giáo lý nào đầu tiên con người phải điều phục được chính mình từ cái hành động và tâm trí của mình và chính tâm trí của mình cũng là một loại hành động chìm ở trong lòng của chúng ta nếu chúng ta không được cái sự cuốn dạy kỹ càng và sâu sắc này thì chúng ta có thể bị chậm hơn trong cái dòng thời gian để tiến hóa và điều đó chúng ta mất mát rất nhiều à, bởi vì người xưa khi người ta học đạo là người ta học và hành nó gần như như là hợp nhất và chính cái điều đó nó phát khởi từ cái cái nghe được những cái 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 tri thức như là bốn tri thức cái jinana Yoga này và nó có nhiều cái loại tri thức khác bởi vì nếu chúng ta không biết được những cái tri thức hiền minh lớn lao này thì chúng ta còn băn khoăn còn có thể nghi ngờ và cái hành động của chúng ta nó khó hợp nhất vào trong cái tâm thức vô thượng để rồi chúng ta hoàn thành được cái tri thức nghĩa là bất thối chuyển vô thượng đó và ở trong vĩnh cửu đời đời chúng ta được giải thoát ở đây không nói nhiều về cái nhân quả gì mà chúng ta hãy hành động tới đâu thì chúng ta chuyển được tất cả cái sinh tử nó đến được cái đạo giải thoát. Đó. Cho nên nó gọi là bốn tri thức. Bây giờ chúng ta sẽ lược lại và nói thêm những cái nghĩa sâu ở trong cái ngôn ngữ này. này pa răng ta ba tức là ajina đó. Nhờ sự truyền dạy tiếp tục như vậy, các bậc minh quân đã đạt đạo yoga như với thời gian đạo yoga đã bị rơi vào quên lãng. Hôm nay ta mặc khải cho nhà ngươi về đạo yoga này. Cái tính chất cái yoga cũng có nghĩa là sự hành động tiến hóa và làm thay đổi cái bản sắc của sự sanh tử hay là đưa đến cái cái một cái nguồn tâm đó là vô thủy kỳ diệu từ của cái nguyên lý thật của nó cho nên cái chữ yoga này nó có rất nhiều nghĩa về và rất nhiều cái phương trình để thực hành chứ không phải như chúng ta à, thường thấy ở trong tính chất lập tập luyện yoga nay là những cái hatha yoga thôi những tính chất của sự tập luyện còn cái yoga về sự tri thức và sự giác ngộ à, cũng giống như thiền và chúng ta thực tập hay là chúng ta nghe để hiểu và cái sự điểm đạo trên cái, cái sự giác ngộ của những cái bậc cao minh và những người mà có cái căn lành lớn chứ không nhất thiết là chúng ta phải ngồi mà thở hay là này kia ừ. như ngày xưa đức lục tổ chỉ nghe một câu ưng vô sở trụ thì ngài, ngài biết cái tâm là gì cho nên nếu mà ưng vô sở trụ tức là biết cái chỗ không trụ thì đã thành công cho nên cái vấn đề đạo nó không phải là cái chuyện quá khó quá sai xăm bởi vì nó là chính ở trong cái từng hơi thở của chúng ta từng cái nhịp đập của quả tim và nhất là từng cái cái thức của mình vì cái thức của chúng ta luôn luôn nó bị sai lầm Bởi vì nó, cái nguyên lý của nó là tâm Cũng như là một không gian Nó không có giới hạn Nhưng mà bỗng nhiên nó bị cái nhìn ở cái 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 vô hạn đó Nó lại có một cái vòng tròn Ví dụ như cái chấn của biển cả ừ, Hoặc là nó ở trong những cái đỉnh núi Và những cái cái xung quanh nhỏ hẹp của những cái bãi cát Bãi biển cho nên chúng ta thấy cái biển đó nó hạn chế hoặc là không gian đó nó bị hạn hạn chế đó. hoặc là cái hư không đó mà chúng ta nhìn chúng ta chỉ thấy cút ngút ngàn một cái cái vòng tròn nghĩa là xung quanh một cái gì đó. đó nhưng mà thật sự tất cả cái thấy của chúng ta nó đều là bị hạn chế từ cái nhãn quan từ con mắt mình cho đến cái tầm nhìn, cho đến hiểu biết. Và thật sự là chúng ta không thể nhìn đến cái chỗ vô tận được. Đó là cái nhìn hữu hạn, hữu thể của con người. Còn cái nhìn vô hạn của con người là một cái cái trí lực, nghĩa là phát minh từ ở trong lòng của mình. Và cái nhìn đó thật sự không phải là nhìn ra bên ngoài, nhưng mà cái nhìn ở bên trong. Và cái nhìn ở bên trong cũng không phải là cái nhìn và cái sự trong khi mà nếu mà bắt đầu từ cái sự thiền định định tĩnh tâm thần thì thì chúng ta sẽ bắt đầu điều động được cái tính chất từ cái thân hành thân hành cái thân của chúng ta rồi cái thân hành niệm là hơi thở và từ cái hơi thở đó chúng ta điều động thấy được cái dòng tâm thức và cái tâm thức đó chúng ta thấy được cái sự sanh diệt và từ cái trong cái sanh diệt đó chúng ta thấy cái nguồn phát sanh và sau cái nguồn phát sanh đó là một cái tĩnh lặng vô biên là cái 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 thức nguyên nguyên thủy của chúng ta nếu người nào mà thấy được cái điều đó thì gọi là đạt đạo là bởi vì xác định cái chỗ đó không có ranh giới không có một cái gì mà có thể diễn tập được cái cả và từ đó một người nào hiểu được cái điều đó Thì người đó cũng có thể nói được tất cả mọi sự, mọi việc Ở trên cái tương đối Bởi vì đó là cái chỗ tuyệt đối Cho nên cái chỗ tuyệt đối mà khi người ta thấy tuyệt đối Thì người đó cũng thành tuyệt đối Cái tuyệt đối không phải là cái 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 cái, cái sự biến mất một cái gì mà nó chỉ là cái hiện tại qua cái sự thấy biết của con người của tầm nhìn của cái sự giác ngộ ra mà nó trở thành cái tuyệt đối chứ không phải là nó có một cái gì là tuyệt đối. Cũng như chúng ta nhìn một sự vật tùy theo cái nhìn của chúng ta, tùy theo cái cái chỗ thưởng thức hay là cái nghệ thuật về biết bất cứ một cái đồ vật, một cái cây cảnh hay là bất cứ cái gì mà cái đồ vật đó với cái giá trị chỉ có cái người nhìn ở một cái cái chừng mực nào đó thì biết ngon cái cái chỗ đó cho đến khi một người mà nhìn và thoát khỏi cái tầm nhìn tức là nhìn nhưng mà không bị con mắt nó không bị dính vào cái đối tượng và đối tượng nó không bị hạn chế ở trong cái tầm nhìn và cái nhìn đó và đối tượng nó trở thành hợp nhất nó trở thành một cái như 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 thị đang là như là và cái điều đó nó sẽ xảy ra cho cái người đó một loại tri thức biết là cái gì nhưng mà cái tri thức thật của người biết đó thì người ta là không không thể nói được không thể nói được là bởi vì thật sự nói nó cái ngôn ngữ nó không đủ diễn tả được cái cái sự bất tận cái sự vô biên cái sự vĩ đại hay là vi diệu của của cái chỗ không lời cái chỗ vô ngôn của của sự vật đó. vì thế cho nên chỉ có cái con đường chứng đạt con đường kia bằng tự nghiệm chứng lấy chính tâm hồn mình thì cái điều đó nó chỉ xảy ra cho người đó thôi và khi nó xảy ra ở trong cái khoảnh khắc người đó người ta biết nó là cái gì nhưng mà nó không có cái sự xác định và điều đó nó đưa đến nghĩa là có thể phô diễn bằng cái ngôn ngữ nhiều mặt nhiều cái sự tiếng lời và có thể uh, cụ thể chứng minh nó ở trong nhiều khía cạnh thành lão tử của nó à, vô vi chi thủy hành bất ngôn chi giáo vạn vật tắc yên như bất từ sanh như bất chi vi như bất thị bởi vì cái 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 vô vi nó là cái nguyên lý cái nguyên thủy của nó à. Cho nên cái vạn vật nó tự yên chứ nó không cần bị mình Nếu mình xen vào trong vào một cái gì đó Thì mình làm cho cái thế giới này nó nó mất đi cái tự, tự tính của nó Cũng như cái môi trường này Nếu chúng ta không biết cái cách dung hợp Không biết hưởng thụ, không biết sống chung Mà chúng ta sửa sai và theo cái lợi riêng gì của nó Ví dụ thì chúng ta sẽ sẽ bị làm sai sai bắt mai cũng như từ đất đai cây cối hay là tất cả cái không gian này có khi con người cũng ảnh hưởng vào trong đó rất nhiều và làm sai lệch đi cho nên chúng ta lại đổ thừa cái cái đó nó xấu nó tốt nhưng mà thật sự nó có cái tính chất của của cái hành động con người vào trong đó cho nên một cái không gian nào đó nhiều khi mình nhìn thấy trong một không gian đó nó không có gì nhưng mà chúng ta đến đó chúng ta làm cảm thấy nó yên tâm nó có một cái gì thanh tịnh nó làm cho lòng của mình có một sự nhẹ nhõm hay là quan hỷ vui tươi nhưng mà cũng cái cùng một cái khoảng không gian đó nhưng mà khi chúng ta bước vào trong đó chúng ta cảm thấy nó có một cái gì đó không không vui được phiền não buồn bã hay là một cái cái tính chất cũng giống như một sự ô nhiễm của phóng xạ vậy đó, thì chúng ta không thể bình an được. Đó. Cho nên có người nó nó từ cái cái tính chất cộng hưởng cộng tác vào trong tất cả cái không gian hay là thời gian đó, rồi có người sẽ tự hướng cái đó hay là tự vui với cái đó. đó. Những cái này nó rất tinh tế, nó nó gần như trong một cái khoảng không của tâm hồn nhưng mà một người tu sâu hoặc là có tiền định cho đến khi người đó có một cái sự tỉnh thức giác ngộ thì người đó tự biết. Ừ. Sách vở chỉ là một sự nói lại thôi, dịch lại để cho chúng ta biết con đường, biết cái khả năng đó mà để mình hội nhập và mình sẽ trở thành chính nó. Chứ chứ nó không thể có ở trong cái sách vở khi mình tri thức thì đó là trong đầu óc mình nó tạo ra hình ảnh của hiểu biết chứ không phải là hiểu biết cái sự thật như ừ. ta vốn có rất nhiều kiếp sinh trong quá khứ người nhà ngươi cũng vậy nhưng ta khác với nhà ngươi vì ta biết tất cả những kiếp sinh của ta dẫu ta là vô sinh là đại ngã tối thượng bất tử hoặc là đức thế tôn của muôn loài ta vẫn hiện hữu trong bản ngã của ta nhờ quyền năng kỳ bí nên ta hiện hữu này arjuna khi bổn phận bị lãng quên tội lỗi bao trùm tất cả lúc đó ta phải hiện thân một lần nữa nè. khi bổn phận lãng quên cũng như chúng ta khi hành động đó mà chúng ta không 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 cùng với cái hành động chúng ta không hiểu hành động bằng hành động thì thì chúng ta sẽ sẽ nó có một cái dư tàn ở trong tâm thức là cái cái tướng của hành động ý nghĩ của hành động hay là chúng ta khởi nguyên hay khởi đầu của hành động và chấm dứt hành động chúng ta tạo ra cái thời gian và cái không gian hình thức của 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 hành động bất cứ công việc gì cũng như chúng ta làm ví dụ bây giờ chúng ta làm một việc từ thiện nếu mà thật sự từ thiện rồi thì chúng ta làm xong nó chỉ có niềm vui thôi chứ nó nó rất ít cái sự nhớ lại và chúng ta bởi vì khi chúng ta làm từ thiện bằng lòng lương thiện bằng sự lương thiện và khi cái sự lương thiện đó tức là tình thương và thông cảm đến với mọi người và cái sự thông cảm đó nó xóa nhòa đi tất cả những cái tướng riêng tư và cái tình thương đó nó làm êm dịu cho hành động thành cái hành động đó nó không phải là nhớ lại một cách khô khan như là một cử động một cử chỉ mà nó thấy cái sự vui sướng nó thấy một cái gì đó cho nên cái điều đó chúng ta sẽ kinh nghiệm ví dụ như chúng ta um, cho một em bé một cái gì đó nó vui hay là một cái bánh hay gì đó có thể là chúng ta ít nhớ và giá trị chúng ta có nhớ qua thì thực sự nó không có động tâm. Nhưng mà chúng ta làm một việc gì bắt buộc đó. Thì có thể là nó cũng là hy sinh, cái cái từ nó cũng là hy sinh, nhưng mà chúng ta cực chẳng đã bắt buộc chúng ta phải cũng như là phải ủng hộ hoặc là phải cộng tác phải gì đó. Thì dù là cái số tiền hay là cái công sức của chúng ta bỏ ra, chúng ta rất nghi ngờ rất sợ hãi và có khi chúng ta có tiếc nuối và có sanh ra nhiều loại tâm thức ở trong hành động đó bởi vì hành động nó không thật là hành động mà nó lại là làm cho tâm lý khởi động và kèm theo hành động đó cho nên hành động nó nhớ bằng một cách khác rất là nguy hiểm thành tất cả hành động đó nó đều được cùng với tâm và thân bị biến mất thì hành động đó nó rất thoải mái và cái hành động nó coi như không không phải là hành động mà nó là một cái tính chất thao tác là trôi chảy cũng giống như một người mà họ họ thích về một cái nghệ thuật múa hát và khi họ thích và họ tập luyện cái đó cũng dễ dàng và khi họ biểu diễn lên họ rất vui còn bắt một cái người mà họ không thích hoặc là không họ không cảm được trong cái ngành đó, trong cái cái niềm vui đó thì họ hành động đó một cách nghĩa là nó khó khăn và đồng thời nếu họ làm thì họ rất nhớ dai và nó tạo thành một cái bản ngã chứ nó không phải. Cho nên trong cái sự hy sinh đó nó phải có nó là cái niềm vui và cái tính chất đó nó không nó không tạo thành một cái dáng của một cái, cái 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 sự nhớ lại hình bóng ở trong cái đầu óc chúng ta à. vì thế cho nên cũng như chúng ta vui mà tặng phẩm vui mà cho thì sau đó nếu nó còn nhớ lại thì là cái niềm vui chứ không phải là vật chất à. còn nếu chúng ta không có cái tâm thiện không có sự thật thì cái nhớ lại đó là vật chất và và cái hành động đó nó không tiêu được Ừ, cho nên nếu mà nói về cái công đức cái phước đức thì nó rất ít ỏi và cái mình nếu mình tặng phẩm cho những người cho thì người cho họ cũng không thoải mái lắm bởi vì có nhiều khi mình cho họ một món đồ mà mình quan trọng còn hơn người khác nữa mình nói anh phải giữ cái điều này nghe cái điều này rất quý giá cái này kia anh đừng làm mất cái này kia họ nói nói quá nói thật thì tôi gặp tôi tôi nói thôi bà giữ giùm đi bà giữ giùm bà bà giữ đó khi nào tôi cần tôi xin chứ bây giờ tôi chưa cần thật sự mình nhận một cái đó nó, nó khổ vô cùng với cái bản ngã với cái, cái, sự nặng nề ở trong cái hành động đó cho nên cái hành động đó là một cái điều tồi tệ không xứng đáng cho nên ở đây bởi vì cái chương này là cái chương là cái tri thức bốn tri thức nhưng mà nó thuộc về hành động cho nên mới nói khi bốn phận bị lãng quên tội lỗi bao trùm tất cả lúc đó ta phải hiện thăng một lần nữa ta tái sinh từ thế kỷ này qua thế kỷ khác để tiêu diệt điều ác và để duy trì chánh pháp cũng như hiện hiện hiện, hiện diện này Ajina kẻ nào biết được kiếp sinh và hoạt động thánh thiện của ta bằng chính yếu tính của mình kẻ đó khi rời bỏ sát thân sẽ không còn tái sinh nữa hắn đến bên ta cái chữ ta này nó có nhiều nghĩa một là cái chủ thể của một con người một cái thực thể như là một sinh mệnh một đời sống này nhưng mà cái thứ hai chữ ta này cũng có nghĩa là cái đại ngã của một cái cái cái, cái tính chất nó vừa hành động và một vừa một cái nguyên lý đó cho nên có những con người nói ta nhưng mà thật sự trong đó không ta mà mà trẻ để lên nói lên cho nó có cái khởi đầu ừ. cho nên cũng như trong kinh Phật thường nói như thị ngã văn nhất thời Phật tại đâu đâu đó tức là nói một thời đó ta nghe như vậy là như thị ngã văn ngã văn là là ta nghe như vậy nghĩa là kỳ thọ cấp cô độc viên nghĩa là đó là vườn ông cốc cô độc và cây của ông kỳ đà hay là vườn có một kỳ đà cây của ông cấp cô độc thế này kia đó trong kinh di đà hay trong tất cả kinh đó cho nên nói là biết được kiếp sinh và hoạt động thánh thiện bằng chính yếu tính của mình nghĩa là cái yếu tính là cái tính chất cái niềm vui cái hành động và cái cái tự tính nó không phải là tướng của hành động không mới nhớ là cái tướng và nhớ là cái niềm vui và cũng như vậy thôi cho nên một người mà học ví dụ học một bài mà khi mà thuộc lầm rồi thì nó chính mình và mình nói ra đọc ra không đọc ra nó cũng đều là một cái dễ dễ dàng vui còn nếu mà chúng ta không thuộc bài đó và chúng ta cố nói ra thì chúng ta phải phải dùng một ý nghĩ nhớ lại hoặc là nhiều khi chúng ta có thêm bớt cái từ nào ở trong cái bài viết đó nên cái điều này nó tạo ra một cái sự xúc giác của nội tính và nó 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 sẽ nhớ lâu và nó như có một cái sự thật là cái bản ngã bởi vì trong đó nó có một cái một cái tâm cố gắng một cái trạng thái gì đó thì chính nó nhớ lại là nó nhớ những cái trạng thái tâm nó nhớ cái hành động đó cho nên nó không được những cái sự nhẹ nhàng thoải mái lắm cho nên nó người nào biết được kiếp sinh hoạt thánh thiện bằng chính yếu tính của mình kẻ đó khi rời bỏ xác thân sẽ không còn tái sinh nữa cho nên tại sao mà chúng ta sẽ tái sinh bởi vì chúng ta tái sinh bởi vì chúng ta nhớ lại à. bởi vì khi mà nhớ lại đó thì chính cái nhớ lại đó nó làm cho chúng ta trở lại cái luân hồi trong phật giáo cũng nói rõ điều đó à. cho nên khi chúng ta ở trong kiếp người này và chúng ta nạn nghiệp quá ở trong con người hành động và à, cái à, cái hành động tức là cái những cái tướng trạng của sự sống và cái tâm lý và nhất là cái sự luyến mộ cuộc đời thích thú cuộc đời tức là quý hiếm cuộc đời và luyến lưu cuộc đời tất cả những cái đó là cái lực thu rút tức là nó cũng là cái tâm trở lại bởi vì nó ở đây thì nó cũng trở lại đây đó. cho nên cái cái nghĩa mà của giải thoát sau này chúng ta sẽ nghe nó kỹ hơn và chúng ta khi mà chúng ta nghe được cái nghĩa nghĩa là nó sâu sắc thì chúng ta sẽ kiểm chứng lại mình có thể thật sự mình còn dính mắt trong chỗ đó không thì chúng ta sẽ sẽ biết mình giải thoát hay không chứ còn cho nên cái vấn đề hành động không phải hành động là tốt hay là là xấu nhưng mà hành động đó kèm với một cái tâm lý như thế nào ví dụ như bây giờ không nói Đức Phật, và rất nhiều vị Bồ Tát, lớn Thanh Văn, họ cũng sống như người thường, họ hành động. Họ cũng có khi họ cũng hiện những cái tánh tình cũng giống như đời thường. Và nhất là hành động người ta rất là từ thiện hay là này kia. Nhưng mà thật sự trong đó nó không có danh, không có lợi, không có những cái tình cảm mà luyến lưu, vụn vặt hay này kia gì đó. Thì nó không tạo thành cái lực trở lại. Ừ cho nên ở trong cái thấy cái biết cái hành động mà nếu nó nó ở trong cái bây giờ thì nó không bị không có cái sự ghi nhận của cái mốc thời gian cho nên cái bài mà nó um, nó chuẩn nhất là cái bài mà Đức Phật nói cho bà Rí gia tức là thấy chỉ là cái thấy đó nhưng mà chúng ta cũng phải là thực tập ví dụ chúng ta chỉ thấy thôi Chứ không phải là thấy cái gì, không phải là thấy cái đó đẹp, sâu đúng sai và cũng không có tên thấy chỉ là cái thấy, nghe chỉ là cái nghe và cảm giác chỉ là cảm giác, thọ tưởng trong này nó có hai cái hai cái trạng thái, một là cảm giác là thọ thọ ấm, hai là có ý nghĩ chỉ là chỉ là trong lúc nó xảy ra thì nó xảy ra Và chúng ta có thể biết nó xảy ra Chứ không phải là không biết Nhưng mà nó không có một cái dấu vết Mà để xác định để để, để nói là nó có và Bởi vì cái dấu vết mà hiện biện chứng hiện chứng đó Là cái dấu vết của thời gian cái thời gian nó có một cái tướng trạng nào đó cho nên nó có cái bây giờ và nó có cái cái lót nữa hoặc là cái cái đi qua hay là cái sẽ đến và nó lấy cái mốc của hiện tại bây giờ bởi vì chúng ta tạo ra cái hiện tại còn cái hiện tại thì nó không có thật đó ừ. cho nên hiện tại hay là không hiện tại nó chỉ là cái tâm lý mà thôi bởi vì cái thời gian là nó do tâm lý mà sanh chứ không nó không có thật cho nên ta nói một phút đợi chờ bằng một giờ hội ngộ một phút đau khổ như thế giới đứng yên Ừ. cho nên nếu mà chúng ta nghe những cái câu thơ bình thường đó mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta cũng có thể giải thoát được ừ. cho nên nó khi một khi hành động một con người không còn bị ràng buộc người đó hoàn toàn được giải thoát vì tâm thức định tĩnh nên hành động như một đức hy sinh. Cái sự hy sinh tức là cái điều mình không nhớ lại, mình không nói là mình làm việc đó cho ai đó hoặc là mình có công đó, công lao mình không nhớ, bởi vì nó không có cái mốc của thời gian thì nó không có cái hành động của không gian, mà cái không gian đó nó như một niềm vui, nó cũng giống như một con chim bay ngon qua một cái khoảng trời xanh mênh mông rồi thì thực sự nó cũng không nhớ nhiều và một con chim nó bay thấp lẫn lộn trong những vòm cây và nó cán mổ lẫn nhau nó kêu ồn ào thì chúng ta dễ nhớ hơn mà một buổi chiều ở trong cái sự mênh mông của của không gian và một cái thoáng một, một cánh chim nó vút qua và chúng ta thấy giống như một cái bóng mờ giống như trong giấc mơ thì cái điều đó nó không có ghi lại ở trong lòng nhiều sau như là cái 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 hiện tại mà chúng thấy trong một cái cảnh thô hơn. cho nên nó một hành động của một người không bị ràng buộc, người đó hoàn toàn được giải thoát vì tâm thức định tĩnh nên hành động như một đức hy sinh. Ừ. cũng như cái tay này, chúng ta giúp cho cái tay này, chúng ta bóp cái tay này hay là gãi ngứa hay gì cho tay này thì cái tay này nhất định nó nó anh không cần mang ơn tôi mà ngay có cái tiếng nói từ chối đó nó cũng không nói nữa nó không nói bất cứ gì cả nó không có còn cái tay này nó gãi hay nó làm gì cho tay này nó cũng không cần nói công lao hay gì cả và nó không cũng không bao giờ kể công nữa đó. thật sự cái tâm của chúng ta cũng như vậy đó cái tâm thật của chúng ta cái tâm tốt thật của chúng ta nó cũng như vậy nó có thể nó hành động nó sanh ra những cái động nhưng mà cái đậm đó nó không kèm với một cái, cái, cái tính chất ghi nhận và xác định bởi vì xác định đó là nó thấy đây là một sự thật đây là quan trọng đây là một cái gì cái gì đó nó có những cái tính chất kêu bằng nó thuộc về lý sự thiện ác ở trong đó và cái đó là do cái tâm sanh còn hành động vô tư là nó tự nhiên thôi đó chính ừ. nó hoặc là ví dụ cái tay này mỏi tay này có thể bóp hoặc là tự nó nó có thể co giãn nó làm một cái gì đó thì thật sự cái điều này rất chính xác cái tay nó không cần nhớ nhưng mà khi nào mỏi mệt nó sẽ làm nữa cũng như người ta mỏi người ta uống éo hoặc là mình tạo một vài cái thế thể dục thì nó cái cân lạc của mình cân mạch của mình nó thông suốt nó sẽ khỏe ra mà mình cũng không cần nhớ điều đó nhưng mà nó có thể lặp lại khi mình cần nhưng mà mình không còn mang ơn hay là biết ơn hay cái gì đó bởi trong trong tâm chúng ta không có chủ thể nó vô vật vô nhân chúng ta chỉ phát động ở trong sự đáp ứng thôi của nó thôi cho nên toàn bộ trong người chúng ta cũng giống như một cánh tay vô tư kể cả cái đầu chúng ta nó chỉ phản ứng trong cái thấy nhưng mà nó không phải là thấy gì cho nên trong cái biết nhưng mà cái biết nó không phải là biết gì. Đó. Cho nên do như vậy nó không ghi nhận, nó không sanh chuyện và nó không có gì cả. Chứ không phải nó không thấy. Và bởi vì sao? Bởi vì con người đó nó rất gần gũi ở trong cái tính thấy. Bởi vì trong cái thấy nó không không thể có cái 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 gọi là đối tượng của nó. Mặc dù đó là cái đối tượng nó thấy nhưng mà thật sự nó không có cái chỗ khác. Ví dụ chúng ta nhìn một sự vật, thì thông thường là chúng ta, à, cái đó là cái gì? Cái đó là một cái đồ vật, hay là một cái món đồ quý giá hay cái gì đó. Và chúng ta sanh ra một cái cái tâm, cũng như là để nói cái giá trị của nó, hay là nói cái đặc tính của nó, hay là nó là một cái gì? Nó, nó tốt hay xấu, hay là đúng hay sai, hay là một cái gì đó là chúng ta nói cái nghĩa lý của nó, nói cái, 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 cái cần dùng của nó và giá trị của nó nhất là giá trị của nó. cho nên trong cái tâm của chúng ta bởi vì sao? cái 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 biết cái thấy thì lúc nào nó cũng biết cũng thấy nhưng mà chúng ta bị dính rồi, chúng ta bị cái nghiệp chướng hay là gọi là tiết sử hay là cái lòng tham hay là cái sự giá trị đồ này kia tất cả những cái đó là điều là nó sẽ phát sinh ra cái tự ngã và cái cái sự lưu truyền của cái cái mạch kia bạn nhớ đi nhớ lại và mỗi lần chúng ta nhớ thì chúng ta cũng biết những cái hậu quả của nó chúng ta biết nó nó là tốt hay nó là xấu nó thế này thế kia cho nên cái nghiệp con người nó phát sinh từ đó từ cái chỗ nhớ lại cho nên nhớ là nghiệp huy là nghiệp bởi vì nghiệp là một cái cái truyền thống của bộ nhớ còn nếu chúng ta muốn diệt nghiệp thì chúng ta phải thấy sự vật. Nghĩa là như cái thấy thôi. Bởi vì ví dụ ví dụ bây giờ mình nhìn xung quanh thì chúng ta đều 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 có cái thấy, nhưng mà chúng ta thấy hư không. Còn sự vật nó hiện ra trong cái thấy chứ không phải là chúng ta thấy nó đâu. Nhưng mà mình không biết như vậy, bởi vì cái con người luôn luôn nó có một cái hiếu kỳ, nhìn là mình muốn biết cái gì biết gì. Còn mình không có muốn biết gì nữa Mình nhìn mình cũng ghi nhận Cái tính chất đó ừ. Thành do như vậy Nó lưu lại ở trong người mình Những cái dấu vết Của cái hình tướng Cũng đồ vật không gian thời gian ừ. Cũng như khi chúng ta nghe Nhưng mà cái nghe là cái, cái gì nó cũng nghe Nhưng mà đồng thời Chúng ta không nghe một cách vô tư Nhưng mà nghe đó là cái gì Đó là một âm thanh của một người đương cãi với nhau hay là âm thanh đó họ nói chuyện thì thầm hay là cái âm thanh đó họ la lớn nhưng mà chúng ta không phải là thấy cái lượng âm thanh mà chúng ta thấy cái ý nghĩa của nó cái công việc của nó hoặc là một người nào nói thầm thì tức là chúng ta lại lắng ta nghe là cái gì cho nên cái nghe đó nó bị xâm phạm vào cái cái nguyên lý thanh bình tốt đẹp của nó là bởi có người hoặc hiếu kỳ hoặc là xấu tánh hoặc là láo táo không gì đó cho nên nó luôn luôn muốn thâu thập không phải là nó cố tình thâu thập cái dữ liệu đó nhưng mà luôn luôn nó bị dính vào chỉ trừ khi mà chúng ta ngộ về cái, cái tính nghe cái nhĩ can thì chúng ta sẽ thoát ra à, nhưng mà cũng, cũng thoát từ từ chứ cũng không phải dễ gì mà thoát hết được đó. còn cái thấy cũng vậy cho nên trong những cái quan năng ngũ quan của chúng ta đối với sự vật nó cái sự kêu bằng gút mắt là thường là cái tính chất đó nó gọi là cũng giống như nghiệp con người cho kẻ nào mà nhìn đối với sự vật một cái bình an thanh thản thì cái kẻ đó trong lòng nó rất là thoải mái rộng rãi phiêu lưu và nghe cũng vậy nữa cho nên người ta có thể thấy được cái sự rộng rãi và không bị dính cũng như nghe có thể là nghe nghe về cái nghe nghe âm thanh và nghe được cái sự im lặng mà cái người đó thì thực sự họ rất dễ chứng dễ đắc và có khi chính cái chỗ đó là con đường để họ xác định họ xác định về cái cái cái, cái tướng và tánh họ xác định về cái gì và cái xác định cuối cùng là họ xác định cái tự tính nó là một cái, cái không gian mở nó không có gì cả là họ đắc đạo rồi nhưng mà người ta không thể nói một cái sự thật trắng trợn nữa được là bởi vì mọi người không thể hiểu được thành cái gì nó cái người nghe, nghe học thì cũng phải từ từ mà người nói cũng phải từ từ à. cho nên cái điều đó cái điều mà người ta nghe mà biết được cái tính nghe hay thấy được cái tính thế thì người đó cũng như là cái người có độc đắc nghĩa là người đó sẽ tự nhiên mà người ta phát sinh lên sự giàu có chúng ta sẽ nói rằng họ không phải tốn thời gian cho nên cái đó là hiểu đạo chứng đạo nó có như vậy đó ừ. cho nên mới nói là cho nên hành động phước thiện là bản sắc vĩnh cửu của vị sa môn cũng giống như sự dâng hiến danh đức của mình về cõi phạm thiên phạm thiên tức ra măng tức là cái, cái cõi của trời phạm thiên đó là một cái cõi thờ mà nó cũng như đó là một cái trạm của sự giải thoát nó bắt đầu con người có một cái đức hạnh vô nhiễm và một cái sự hy sinh và không còn nhớ hoặc là một cái thiền định ở trong cái niệm trú trong cái sự dừng của thức ừ. thì thì con người đó đạt được cái cái cõi sanh lên phạm thiên sanh phạm thiên thì chúng ta thế là không thể lấy cái cõi thế gian này mà so sánh được không cho nên ví dụ như bây giờ một ông vua mà như thời xưa cũ ông sung sướng tất cả không có gì là không 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 vui không thích không có cái gì muốn là có này kia nhưng mà trong kinh thường ví dụ nó chỉ bằng một phần mười sáu của của trời đạo lợi thôi tức là vị trời thấp vị trời mà đầu tiên ở trên đỉnh tu di đó là vì vị mà vì vị vua giàu có nhất chỉ bằng một phần mười sáu thật sự đó thôi đó là chưa nói còn những quả trời lên ví dụ dạ ma thiên đâu xuất thiên tha trở lên thì khó mà biết được nhưng mà những người mà có công đức thiền định hay là cái công đức lớn mà nó thuộc về vô tâm vô ngại không bị chấp nhất đó thì cũng sinh lên những cõi rất cao bởi vì những người đó là hành động nhưng mà hành động không có chấp tướng giải thoát cho nên nó mới có cái cái cái, cái thiền cao được bởi vì cái thiền cần cao thì cái thiền đó cái hiểu biết nó rõ ràng nhưng mà là nó không bị kết dính vào ở trong cái cái, cái cái cái, niệm trú nó không cái chính vào cái cái thân tâm đó cho nên những cái đó những người mà có chuyên môn thì người, ta người chuyên môn có khi họ tu chứ mà họ không biết nhưng mà cũng phải bị nhờ những vị thầy chứng ngộ hoặc là những người họ giàu về về triết lý về về Phật pháp thì họ mới mới chỉ điểm cho được. Đó cho nên nó thuộc về cũng giống như cái ngành chuyên môn còn cái người ngồi mà khi đi vào trong đó thì cái người tự cái trạng thái đó là người đó cái tiếng người đó nó chỉ nói một cái hình rỗng thôi còn cái thực của người đó là cái trạng thái tâm mà trạng thái tâm đó là từ sơ quả nhị quả sơ thiền nhị thiền tâm thiền tứ thiền đó. mà cái người đó có khi người ta xác định còn có khi người ta cũng không rõ ràng nhưng mà đứng về cái vị tu chứng thì người ta chứng từ quả nào người ta biết rất rõ. Ví dụ như một người mà đạt dự lưu thì người ta biết cái tâm dự lưu. Vì cho nó không có sai lầm. Nếu người ta tinh tấn, ta muốn lên như là bất lai, like, nhất lai like, thì nó cũng không khó. Đó. Nhưng mà người ta thường ăn trú trong cái cảnh nhập lưu vong sở. Thì nếu một người mà có có cái cái kinh nghiệm đó thấy biết đó thì cũng biết cái người đó có hay không à, xung quanh mình à, còn cái điều đó nếu mà người không có cái khả năng thực nghiệm đó thì hoàn toàn không thể biết được bởi vì không thể lấy cái nhân cách mà nói được bởi vì cái nhân cách là người ta có thể dùng lý trí mà người ta sống được người ta tập luyện ví dụ một người tốt một người xấu một người đứng đắn hay là một người không đứng đắn này kia thì chúng ta coi bằng cái nhân cách cũng như ngay có điệu bộ hình hài của người đó. Nhưng mà cái vấn đề tu chứng thì chỉ có cái cũng như trong ngành nó chuyên môn mới biết thôi chứ ngoài ra thì không biết được. Cho nên khi hành động của một người không còn bị ràng buộc, tức là khi chúng ta không bị nhớ lại, bởi vì chúng ta cũng biết cái bí quyết không nhớ lại là trong khi chúng ta làm đó một cách thoải mái vui vẻ và và không có đặt nạn vào vào cái tướng của của công việc của việc làm đó. Điều này thì thì nó phải là có một sự thực tập và có một người hướng dẫn. Vì tâm thức định tĩnh nên hành động như một đức hy sinh. Chúng ta biết cái từ hy sinh thật sự không phải là có người hy sinh mà một cái gì nó có một cái tính chất trân trọng của hành động của việc làm đó. Trong sự dâng hiến chứ nó không phải là nó hy sinh để mà nhớ lại để mà tính tính tiền đó. hành động phước thiện là bản sắc vĩnh cửu của vị sa môn bởi vì chúng ta phải phân biệt cái chữ thiện và chữ ác chữ ác nó nó rơi vào rất nhiều cái tướng trạng rất nhiều cái sự nhớ lại và rất nhiều còn cái thiện mà thiện thực sự thì nó êm dịu hơn nhiều cái tâm nó vui vẻ mát mẻ và nó làm giống như nó vô ngã ví dụ vậy đó. nó một phần thôi chứ còn có người thiện mà biết mình thiện thì cái thiện đó công đức nó cũng ít có người thiện mà như một cái tính chất vô tư thì nó ít nhớ hơn còn người người thiện mà bất thiện cũng như làm một việc làm mà vì bản ngã vì danh dự vì phong trào vì cái gì đó thì cái đó cái thiện nó rất ít Ai tập trung hành động của mình về bản sắc này, người đó trở thành vị sa môn vĩnh cửu. Có những đạo sư yoga dân đồ phụng hiến lên các vị thần linh. Tức là đây nói là cái ông cái vị Deva tức là thượng đế đó. Nhưng nhiều vị khác lại không làm như vậy. Họ hiến dân những hành động hy sinh vì danh đức hy sinh. Nghĩa là hành động tức là chúng ta biết như vậy nhưng mà cũng không có nghĩa nhớ, cũng dân luôn tất cả cái công đức của hành động bởi vì bởi vì khi mà người ta làm việc mà người ta không nhớ tức là cái đó người ta cũng cúng dường hay là bố thí danh luôn vuông, cho nên một người mà ví dụ cúng dường tâm bảo hay là cúng dường ở đâu đó mà ví dụ như cúng dường mà mình thấy cái vật chất khả nặng và cái tâm của mình này kia thì cái người đó ít phước hơn có phước nhưng mà phước hữu hạn còn người mà cúng dường mà không còn nhớ hoặc là cũng như là cũng như là chúng ta nuôi một người cha mẹ đáng tôn kính và chúng ta không có kể công kể ơn và chúng ta chỉ muốn vui thôi hay là chúng ta nuôi một đứa con nhỏ và thương yêu thì chúng ta cũng không nghĩ đến cái vật chất vì không nghĩ cho nên cái vật chất như là chúng ta cho bé ăn hay làm việc gì đó thì chúng ta thấy đó là một cái vui thôi cho nên trong cái thiện đó nó không có vật chất còn cái thiện của chúng ta nếu mà làm một việc ngoài cái tình thương ngoài cái 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 mà thật sự cái nghĩa vụ trong sáng nhất thì nó có vật chất vì vật chất cho nên cái hành động đó nó trở thành một cái bộ nhớ và chính cái bộ nhớ đó nó khi tái sinh thì nó chỉ hướng cái phước ít ỏi của chuyện đó còn nếu có tội thì nó sẽ hưởng cái sự nặng nề của hành động đó cho nên chúng ta thấy cái sự tái sinh và nhân quả đó nó có ngay ở bây giờ. Bây giờ như thế nào thì ngày sau như thế này. Ừ. Cho nên nói. Trong ánh sáng phạm thiên bất diệt. Để hạn chế tinh thần phóng vật. Có những vị vứt bỏ thính quan và những quan năng khác. ừ tức là vứt cái sự vứt bỏ này cũng như cũng như người ta nói bị tai bịt mắt mình không nghe mình không nghe chuyện thế gian mình không nghe chuyện xấu mình không nghe bất cứ cái gì cả mình trở thành muốn có một sự hoàn hảo tĩnh lặng à, đó. cho nên nó cũng như mình không nghe nữa không mình chấm dứt tất cả cái sự nối tiếp của cái dòng âm thanh nghĩa là nó mệt mỏi đó hoặc là cái đời sống hình thức đó mình không muốn nữa cho nên tự động trong người mình nó gọi là cái sự hy sinh đó thật sự mình không cần cái điều đó nữa ừ. cũng như một người mà khi họ 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 nhẹ cái lòng tham hay là không lòng tham đó thì thật sự người ta có cái sự bình đẳng ví dụ một người một người bạn tốt tặng họ hay là không tặng họ cũng bằng nhau một người tặng vật họ và không tặng vật cho họ cũng bằng nhau. cho nên người ta thấy nó rất nhẹ nhờ cho nên cái biết của người ta nói chỉ là cái biết, chứ nó không có cái biết và ghi nhận cái 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 tính chất lớn nhỏ hay là công đức hay này kia Bởi vì trong cái tâm của người đó nó rất lạ, có người khác không thể thấy được. vì khi người ta có ví dụ tặng vật cho người đó họ cũng vui vẻ này kia, nhưng mà không phải là giả bộ nhưng mà họ làm cho người khác vui họ nói à, cha, à bác cha biếu tôi cái này tôi rất quý tôi rất cảm ơn này kia nói nhưng mà trong tâm họ không cần họ không phải là không cần nhưng mà họ biết cái 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 chỗ mà đền đáp cái thiện nghiệp đó cho người đó bằng cách vậy đó cho nên thật sự có có những người mà có những người họ vì cái lý do bản ngã họ không cần họ vẫn nhận và và họ nhận rồi họ thuộc ra điều đó hoặc là cái đồ đó họ có nhớ nhiều rồi hoặc là có những cái hoặc là khi họ cần nhưng mà thật sự họ nó nặng nề còn người không nặng nề tất cả nó đều xảy ra từ cái tâm của cái người tiếp nhận và cái người tạng phẩm trong tạng phẩm và sự tiếp nhận hai cái đó nó tạo thành những cái nhân quả riêng tư có nhiều khi người ta nhận một cái món quà hay một cái gì đó nhưng mà người ta rất thù thù người ta là bởi vì người ta có một tự ái và người ta có ví dụ, xa cơ lỡ vặn gì đó nhưng mà người ta bắt buộc người ta phải nhận phải dùng thôi chứ thực sự trong cái bản ngã của họ nó dữ dội lắm đó. mà nếu cái người mà tàn phẩm nó nói một câu vô nghĩa một câu gì mà nó có thể khinh thường thì người ta khóc thầm ở trong tâm nếu bắt buộc ta phải nhận còn nếu không thì người ta chối từ một cách khéo Chứ người ta không nhận Cho nên tất cả đều do tâm Và cái nhân quả sau nó cũng hình thành do Từ tâm đó mà người ta cũng chịu lại những cái hành động trái ngược của, của cái việc làm của mình đó Cho nên nó để hạn chế tinh thần phóng vật Có những vị vứt bỏ thính quan và những quan năng khác trong khi nhiều vị lại vứt bỏ âm thanh và những quan năng khác. Cho nên chúng ta vứt bỏ âm thanh là tức là chúng ta không nghe, không không muốn nghe. Còn còn vứt bỏ cái tính quan tức là chúng ta cũng như là thoát qua cái 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 tính nghe đó, cũng như tính thấy mình 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 không muốn nhìn và mình nhìn mà không thấy gì hết cả cũng như có một người đó đứng trước mình mình biết nhưng mà mình không dính dấp không ừ. giải trí bằng một cái cử động chúng ta không mời không gọi không kêu không biết không nói gì cả hoặc là dù người đó có mời có gọi nhưng mà cái lòng nó không rung động người ta làm giống như cái máy vậy đó ừ. cho nên người ta không có cái cần và không cần cái sự giao tiếp đó cho nên những cái bản lãnh đó là một là cái người đó họ rất hiểu hiểu biết hoặc là người ta có một cái đặc tính nào đó nó, nó hoặc là cái người tu tập cũng có cho nên trong khi nhiều vị lại vứt bỏ âm thanh và những quan năng khác tức là chúng ta không còn không, không còn nghe không cũng như không muốn nghe không còn nghe còn nhiều khi mình cũng không muốn dùng cái tính nghe nữa ví dụ vậy cho nên cái này thì phải nói sâu vào mỗi cái như vậy nó nó gần như là một bí quyết, một cái pháp tu, một cái tính chất để cho chúng ta phải chọn lựa gì đó. Nhưng mà đây là gọi là cái 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 pháp sâu xa hơn. Nó phải cần không thể nói chung trả vào cái này được. Có nhiều vị khóc hi sinh tất cả hành động thuộc quan năng và nguồn sống của mình vào con đường giải thoát và điều ngự tự ngã đã được tâm thức phô bài cho nên thường thường cái bản ngã của mình Cái gì mình cũng muốn bày ra bên ngoài Muốn khoe bên ngoài Cái bình thường nhất là luôn luôn Chúng ta ăn mặc hay là cái gì đó Chúng ta cũng muốn cho mọi người biết Và nhất là nếu mình có một điều gì tốt Hay là cái điều gì mà khá hơn người khác Hoặc là như mình có tiền bạc giàu có Hay thế này cái kia đó Mình cũng cũng có một cái tính chất tự hào Bản ngã khoe khoang Cho nên cái điều đó mình mình sướng vì vì cái sự ngã mạn vì vì mình muốn cho mọi người ghê gớm mình được tôn trọng và mọi người không bằng mình cho nên âm thầm mình muốn dùng những cái đó để mình làm một cái cái tự sướng trong lòng mình cho nên cái điều đó nó cũng là rất là lạ có nhiều vị khác dân hiến sự giàu sang thịnh vượng của mình cũng như từng dân hiến đạo hạnh hai chính bằng những công trình thiền định trong khi có vị khác hiến dân lòng quân tập có kinh ngữ phệ đà và tâm thức của mình bằng những lời thề thề khó và bằng những tinh thần có nhiều khi những người ta dân hiến cái cái vật chất bên ngoài hoặc là tất cả những cái gì đó rồi còn có cái người muốn dân hiến hết cái công lao tinh thần hay là nội tại của mình rồi có một người nữa thì còn không cần nữa cũng muốn dân hiến hết làm mà không cần công cần dễ cả mà trong đó nó cũng có có cái khả năng là không có cái cần hay là cái không cần cũng như làm một cách vô tư cho nên cái người này thì cái người hẳn sau này là một người thanh thản nhất nghĩa là làm cũng giống như một niềm vui một trò chơi vậy đó còn có một người nào đó thì họ làm một cái gì họ nhớ dữ lắm cho nên họ làm cho người khác cũng mệt mỏi cũng khó chịu cho nên có những vị dùng sức sống của mình quân quân tập phép hô hấp, hô hấp, tức là ở đây đến đây cái giai đoạn này nó là chia trẻ cho nên mình không còn tiếp nối trong cái sự sống vật chất nhiều và mình bây giờ bây giờ trong bốn cái thứ sống như là đất nước gió lửa thì mình nghiêng về cái khí, về cái cái tính chất cái lực của khí để tồn tại, cho nên gọi là giống như mấy người mà họ có sức mạnh bằng cách họ luyện khí công hay là hít thở sâu và họ biết được những cái sự vận hành của cái đường kinh lạc chẳng hạn như việc nhâm đốc nghĩa là người ta biết và người ta đưa khí vào đó và người ta thoát ra người ta rửa sạch tất cả những cái gân mạch và những cái sự thông thoáng của chất prana tức là cái khí đó và người ta rất khỏe mạnh có thể người ta ăn ít nhưng mà người ta cái lực người ta rất mạnh cũng giống như mấy người mà họ luyện công ở trong sách kiếm hiệp cũng vậy đó có những vị nhờ ăn uống thanh đạm đem hết sinh khí phụng sự cuộc đời tất cả những vị vừa kể là những người ý thức được đức hy sinh nên tội lỗi của họ không còn nữa có những người họ ăn ít hoặc là họ không ăn hoặc là họ họ không bị cái thức ăn đại khái là thì tượng trưng cái này cũng giống như thánh gân đi ở ấn độ ông ăn rất ít hoặc là ông sống rất đơn giản và cái phẩm chất thanh cao của ông có khi ông nhẹ nhàng luôn và chỉ một mình ông mà nó làm có thể đòi lại đất nước độc lập cho Ấn Độ với với người Anh trong khi mà không thể dùng binh lực không thể dùng sức mạnh dễ cả bởi vì không Ấn Độ lúc bây giờ nó còn ở trong cái tính chất chưa trưởng thành về về cái 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 vấn đề cũng như là cơ bản ở trong cái cái quân quân lực hay là cái cái sự chiến tranh chiến đấu cho nên thánh Ngân đi là một cái người ông văn minh hai chiều một mặt thì ông đã từng học ở bên những nước văn minh và một người ấm nhưng mà ông giỏi về đạo và kể cả cái văn hóa tây phương nhưng mà cái bản chất của ông là một người có đức hạnh cho nên mới gọi là thánh thánh Ngân đi và ông chỉ tuyệt thực và ông nói lên những điều sự thật với cái tâm hồn mà nó không có hận thù ông hoàn toàn không hận thù gọi là bất bạo động cho nên ông thành công cho nên người ta rất phục và rất sợ và khi ông làm như vậy là cho nên một người mà có một sự thật gì đó dù mình rất nhỏ nhẹ hay là mình rất đơn giản mà mình làm một việc lớn vẫn thành công nó gọi là cái đức độ còn có người mà họ tài trí hay là này kia nhưng mà họ vì cái lợi họ vì bản ngã họ vì một cái gì đó thì thực sự họ chậm hơn họ ở trong cái hành động người ta nó có cái phần cứng đoạt cho nên nó gọi là không có đức độ thành cũng như một vị họ có thể trị nước được nhưng mà không có gọi là minh quân còn có vị minh quân thì họ có thể trị được quốc gia đất nước một cách an lành mà họ cũng thoải mái mà mọi người đều kính trọng thương yêu họ chứ không có sợ hãi đó. nói thời xưa cũng như vua nghiêu vua thuấn vua võ rồi thời xưa nó như vậy đó cho nên cái sự ăn uống chúng ta mà nếu chúng ta biết khơm nhường biết dưỡng nó cũng có cái đức độ lắm không phải là ăn chay thì là một việc nhưng mà ngay cả chúng ta dùng đồ này kia bởi vì can uống nó cũng tạo ra một cái sự mất 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 của cái tâm linh và và nó ảnh hưởng tới thể xác rất nhiều cái này là phức tạp hơn cho nên nói này tư lệnh của đại tập guru khi con người hợp nhất trong vĩnh vĩnh thế bất diệt con người sống bằng đức độ hy sinh và cảm thấy như đã uống được thuốc trường sinh bất tử. Ai không biết hy sinh cho thế giới này, người đó chẳng bao giờ thấy được thế giới khác. Ai không hy sinh được cho thế giới này thì không thể thấy thế giới khác. Bởi vì khi mà chúng ta không hy sinh, tức là chúng ta không mất mình thì chúng ta đâu có đi tới thế giới khác được. Nó nghĩa bóng và nghĩa đen cũng như một con người mà cứ bám víu những cái tư duy nghĩa là cọc cằn nghĩa là khô cứng nào đó thì không thể mở mang cái văn hóa lớn được và cố chấp nhất một cái gì đó thì nó biết đường cho cái cái sự thâm thoáng của tri thức đó. cho nên người ta người đó họ chưa biết được cái nguồn gốc họ chưa biết làm cho mình có trí mà họ chỉ biết có một kiến thức mà nhất là kiến thức đó là cái kiến thức của của cái sự quân tập học hành mà họ không biết cái chỗ trí sinh ra chỗ nào cũng như mà cũng giống như một người tu mà họ muốn niệm phật nhất tâm mà họ không thấy được cái chỗ nhất tâm bởi vì họ không biết cái chỗ nhất tâm là chỗ nào thì làm sao họ niệm phật nhất tâm được có khi nó đi qua nhất tâm họ cũng không biết được nhưng mà những người đó thường thường là những người nó kém trí và họ khó bản ngã họ không chịu học Ví dụ có những người họ biết, nhưng họ thấy cái người này không có cái ý học hỏi, họ cũng không nói. Đó, họ cũng biết. Chứ nếu người này mà họ biết, họ kính trọng, họ cầu khẳng, thì cái người này họ chỉ nói một điểm, thì người đó sẽ đạt được cái điều họ muốn. Nó không có phải mắc công nhiều. Cho nên cái vấn đề đó cũng giống như cái bí quyết. Bất cứ cái gì về vang, về võ, về bất cứ một cái gì, nó cũng đều có những cái điểm yếu và những điểm mạnh những điểm chính và những điểm sai của nó cho nên cho nên một con người họ khiêm nhường họ họ, họ cũng như là chịu phụng sự cho 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 xã hội cho đám đông hay là cho cái bậc trưởng thượng họ kính trọng này kia thì họ thường gặp được những cái quý báu những cái sự may mắn họ gặp được những câu nhân còn những người mà cái bản ngã họ ý tài ý sức hay là ý chút của cải tiền bạc đó thì họ họ cũng sống được nhưng mà họ sống họ không có cái niềm vui lớn họ không có sự thoải mái lớn cho đến họ rất khó giải thoát được cho nên bởi vì cái này cái những cái cái triết lý này là cái triết lý dạy cho mình về hành động hành động như thế nào chứ không phải là nằm im không phải là ngồi im mà phải hành động cuộc đời này là hành động cũng như quá tim thì phải đập nếu không đập thì nó cũng chết nhưng mà nếu nó đập lộn xộn nó cũng chết Cho nên nó phải biết cách đập của quả tim Hay là hơi thở Nếu không thở thì cũng chết Mà thở bậy bạ, ồn ào Thì cái nó cũng rối loạn cái cái thần kinh Cho nên phải biết thở như thế nào đó Gọi là khí công, khí lực Thì bất cứ cái gì mình phải điều chỉnh nó Chứ còn nếu mình, mình không biết dùng nó Thì mình phí phạm Cũng như cuộc sống này một ngày một giờ của chúng ta nếu chúng ta biết dùng thì nó được rất nhiều lợi và cho nên còn nếu không biết dùng thì chúng ta bỏ quan phí ví dụ như mình chỉ dùng một tiếng đồng hồ nhưng mà nếu mình nhiếp tâm được thì mình sẽ thấy cái sự chẳng những cái sự ăn lạc mà mình còn biết những cái gì sâu xa và nếu mình tiếp tiếp nhiều lần mình nhiếp tâm như vậy thì mình sẽ khám phá ra cái tâm mình là gì và mình có khám phá cái bộ sinh lực khí của mình như thế nào mình đi sâu vào mình có thể lật ngược lại cái sự yếu thành mạnh nghĩa là cái sự yếu thành khỏe khoắn hoặc là mình con người mình có thể đảo ngược lại được tất cả cho nên đó là mình trở về với cái năng cho nên cái lượng đó từ năng mà sanh gọi là năng lượng còn nếu mình không không biết được cái năng là chỗ nào thì bây giờ mình có nói hoài năng lượng năng lượng mình mà mình không có dùng được năng lượng đó nó sự thật vậy đó cho nên cái cái vấn đề tu học là vấn đề phải đi, hiểu những cái điểm chốt cái điểm mà từ đó nó sanh ra hoặc là trước cái thời điểm đó. Về giáo lý cũng vậy nữa, người ta phải hiểu biết. Từ cái cách thở cho đến cách tu niệm này kia đó. Nhưng mà người ta bây giờ thì người ta không có cái ý để hiểu biết, bởi vì con người ai cũng tự nghĩ mình biết rồi hay ta. Mình biết rồi mình cũng không cần học, hoặc là mình coi thường người đó nó ông đó mà không biết gì, học không cần gì này kia, đó. thường thường có người tự hào, tự chủ, tự niệm, cho nên họ mất rất nhiều Thành cái điều này nói ra thì nó rất nhiều mặt rộng rãi Mà nó cũng hao thì giờ lắm Cho nên nó Khi con người hợp nhất trong vĩnh, vĩnh thế bất diệt Con người sống bằng đức độ hy sinh Tức là mất mình đó Chữ hy sinh chúng ta phải hiểu cũng giống như chữ vô ngã Nhưng mà nó chưa trọn bằng cái vô ngã Và cảm thấy như đã uống được thuốc trường sinh bất tử ai không biết hy sinh cho thế giới này người đó chẳng bao giờ thấy được thế giới khác tức là thế giới đó bây giờ mình nói đặc nghĩa nữa thế là cái thời gian giới là cái không gian và thời gian không gian nó chính ở trong ta cho nên chúng ta thấy thế giới khác là chúng ta thấy lại chính những cái bí mật cái lớn lao cái vĩ đại ở trong ta và chúng ta thấy cái đó thì chúng ta có thể ngầm sống với cái đó và khi chúng ta bỏ cái thân này thì chúng ta nhập vào cái cảnh cái cảnh thực của cái mà chúng ta đang có đây. Cũng như một người tốt thì sẽ gặp được cái cái chỗ tốt. Một người có một chuyên môn như thế nào đó thì sẽ làm được cái việc của cái ngành đó. đó. Cho nên chúng ta có thể vào trong một cái hội đoàn hay là một cái công ty một cái gì đó, chúng ta phải có một cái chuyên môn thì chúng ta mới làm một cái chức vụ nào tương đương đó chứ không phải khi không mà mình mình nói mình muốn làm mình giỏi mình mình vô làm giám đốc hay phó giám đốc đâu. Nó đâu có thể được. Dù mình có cái tâm tốt nữa cũng làm được. Nó phải có cái chuyên môn của nó. Cho nên trong cái vấn đề mà học đạo cũng vậy, nó cũng phải có những cái điều của chính thực của nó. Này Ajina đức hy sinh câu quý nhất là thiền tính. Tức là cái tâm thiện, cái tâm hiện đó là cái sự Còn nếu mình mình hy sinh mà mình có bản ngã mà mình không hiền thì cái này nó được rất ít thôi nhờ tinh thần đại thể mọi hành động đều nằm trong đức hiền tính từ cái, cái hiền thiện cho nên chúng ta hãy làm thay đổi cái quan năng của mình trước khi mình thay đổi cái hành động chứ bây giờ mình không thay đổi hành động mà mình 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 muốn thay đổi hành động mà mình không thay đổi cái cái tầm nhìn cái 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 ứng dụng về tay mắt mình thì thực sự mình sẽ lệ nhất là cái ý nghĩ của mình hãy học đức hiền tính hãy chuyên tâm vào coi nó là nghĩa vụ của đời bậc hiền giả nhờ giác ngộ với đức hiền tính nên đã tìm ra chân tính của vạn vật cho nên nó bậc hiền giả nhờ giác ngộ đức hiền tính nên đã tìm ra sự chân thật của vạn vật bởi vì cái hiền á, thì nó nó thuộc về tầm lắng nhưng mà nó là dương nó có sức mạnh còn cái tính chất kêu bằng con người dao động con người không hiền thiện con người có một cái tính chất mưu đồ gì ở bên trong không tốt thì giống như con người đó có gân guốc nhưng mà kỳ thực nó rất yếu bởi vì con người đó khi bị lộ ra bị xấu xí thì họ cũng là rất ý họ xèo luôn hết, không có cái gì hết cả đâu. Bởi vì trong ngầm họ họ biết cái điều đó là không tốt. Cho nên cái cái, cái biết sâu xa họ nó không trở thành một cái gốc nguồn của làm nên cái sức mạnh của sự thật thì họ không có sự thật. Cho nên họ làm chỉ là cái khung bề ngoài thôi cho nên bất cứ cái từ này nó có thể bao dung được tất cả hành động của cuộc đời từ cái việc gia đình xã hội hay là uh, chính trị đạo lý hay bất cứ gì cho nên cái đức độ cho nên người ta gọi là cái đức độ đức là cái đặc tính và cái đặc tính nó sẽ đưa được những tất cả những sự thông thoáng những sự giúp đỡ hay là cái lòng tốt cho đến cả mọi người hãy học đức hiền tính hãy chuyên tâm vào coi đó là nghĩa vụ của đời bậc hiền giả nhờ giác ngộ với đức hiền tính nên đã tìm ra chân lý của vạn vật họ sẽ dạy tư tưởng bất hủ này cho nhà ngươi bởi vì con người hiền thiện là con người nó không quan tưởng nó không buông lung cho nên cũng như một con người hiền không phải là con người tài ba gì lắm mà cho nên cái tâm của nó ổn định hơn có khi tài ba nhưng mà là không hiền là danh lợi hay này kia đó. cho nên tôi để ý những chuyện rất nhỏ 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 tôi thấy có những người họ không có gì nhưng mà họ làm việc rất rất tốt rất lớn từ chuyện đời cho đến chuyện đạo tôi thấy có những người mà họ có những ông tu đó thật sự xét lại lịch sử thì họ nghĩa là chỉ là một cái người cũng giống như họ chỉ có cái, cái cái chỗ lại đi quét săn hay quét lá mà thôi nhưng mà cuối cùng họ lại làm trụ trì một cái ông rất là lớn tôi biết hết bởi vì tôi sống lâu tôi cũng chứng nghiệm được nhiều cái chứ không phải là cái ông đó ông giỏi gì đâu nhưng mà ông có được lực tính có khi họ còn dốt nữa cho nên có một lần tôi và sư cô này đi thấy một ông đó ông bữa cuối ông làm việc cũng giống như lao động mà ông là ông đạo thôi có gì nhưng mà tôi dòm tôi thấy ông này quả nhiên sau này ông trụ trì một cái chùa rất lớn và nổi tiếng này kia nhiều chuyện lắm à, còn ngược là một ông lớn thì cứ đi khoe khoang nói gì đâu lum cuối cùng ra đời mất <laughs> này Arina khi đã đạt đến giác ngộ nhà ngươi sẽ không còn lầm lẫn bởi vì chúng ta biết cái câu này có thể dễ hiểu lầm Không phải giác ngộ là không lầm lẫn Nhưng mà cái giác ngộ nó không có sự lầm lẫn Cái giác ngộ ở trong cái tự tính đó Cái tự tính sống đó nó không có cái lầm lặng nó không có tức là nó không có ác ý nó không có mưu đồ nó không có cái nguyên nhân để mà lầm lặng đại khái nó về đó mà nó là sanh từ cái nguyên cái nguyên nhân tốt lành của cái sự giác ngộ đó nó từ cách ứng xử cho đến ngôn ngữ cho đến tất cả những cái tri thức và cuối cùng cái đặc tính của tâm nó đều có sự hoàn thiện bởi vì từ cái sự cho nên một lúc nào chúng ta cũng sẽ có thể mô sẻ cái 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 mà nội tính của giác ngộ đó tức là trạng thái của giác ngộ là gì thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó nhưng mà cái điều này nói nó hơi gai cắn một chút nó có một chút khó hiểu và nó sẽ chỉ cho những người chưa giác ngộ thì nó cũng mệt lắm. <laughs> à, nếu nhà ngươi là kẻ mang tội, trọng tội, nhờ tâm thức này nhà ngươi sẽ vượt khỏi biển tội lỗi. Tức là như câu trên đó, khi đã đạt đến giác ngộ, người sẽ không còn lầm lẫn. Cái này là chúng ta sẽ nói là cái sự giác ngộ. Tại sao giác ngộ mà không lầm lẫn? cái lầm lẫn là gì so với cái giác ngộ là gì thì chúng ta chứ không phải là người giác ngộ người đó không làm lầm lẫn nhưng mà cái trong cái bản chất của sự giác ngộ nó không có sự lầm lẫn cũng vậy đó cũng như giống như bây giờ chúng ta có cái tính biết chút xíu thôi chúng ta đương nói ồn ào mà chúng ta muốn nước là chúng ta vớt nước nhưng mà cái tánh biết của chúng ta chạm vào thì chúng ta biết nước nóng nước lạnh và chúng ta bưng cái ly lên tất cả cái gì chúng ta cũng biết dù chúng ta bưng cái ly này chúng ta thấy nó còn dính cái cái này nhưng mà nó cũng không rớt đến đây thì chúng ta lấy cái lên ra chứ nó không phải có cái không biết nhưng mà cái điều đó là cái điều mà nó cuối cùng nhỏ nhất của của hành động của cái tay chân của chúng ta cho nên cái giấc ngộ nó có những cái 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 rất lạ bởi vì nó cũng nó cũng một phần trong một phần một khía cạnh của sự giác ngộ là cái tánh biết uhm nhưng mà cái sự giác ngộ nó sâu hơn cái tánh biết cái tánh biết nó còn chia ra có tánh nghe hay là cái nghĩ tưởng nó, trong cái quan năng của chúng ta nó phân lại ra được còn cái giác ngộ là một cái tổng thể một cái nó chính tự nó cũng không biết được cho nên nói khi đạt đến giác ngộ người sẽ không còn lầm lẫn nhờ ánh sáng của Đức Hiền Tính, nhờ người sẽ thấy đại ngã trong chính tâm hồn mình tức là trong ta đó. Nếu ngươi sẽ mang trầm tội nhờ tâm thức này, người sẽ vượt khỏi tội. Cho nên ta nói mê thì có tội, mà khi mà giác rồi thì không có tội. Mà lúc mình mới nghe câu này mình thấy nó lạ lắm. Tại sao người sanh tội rồi mà giác là hết tội? Người đâu phải sám hối chứ, phải nói tội lỗi đồ này kia dữ lắm. Phải xin lỗi, xin phải rồi phải làm những việc gì đó để bù trời. Chứ tại sao giác ngộ hết tội? Thì chúng ta biết cái trong cái tâm giác ngộ đó bây giờ nói một cái kẻ hở thôi thì trong tâm giác ngộ nó không có tự lỗi và người ở trong tâm giác ngộ thì cũng giống như cũng như nó một người nghèo thì thiếu đủ nợ nần này kia nhưng mà nếu một người mà họ trúng một cái số độc đắc lớn họ có hàng ngàn tỷ thì thực sự họ sẽ tự nhiên mà không còn nợ nần gì đòi nữa được hết cả ví dụ vậy đó ý nghĩa ví dụ cái, cái cái độc đất của mình thì chứ một tỷ thôi hay nhiều hơn chút còn độc đất của người ta tới hàng trăm tỷ ngàn tỷ cũng có có những loại độc đất lớn này arena khả năng của đức hiền tính tiêu diệt hành động dễ dàng như lửa lửa uh, uh, biến nhiên liệu phốt chốc thành đóng tro bởi vì chúng ta nói bây giờ đây là chúng ta nói còn cái thực chất là có cái chỗ đó thì chúng ta mới thấy cái câu nói này nó sắp đón như, như, lúc nào còn chúng ta nói thì trong đó chúng ta nhờ cái sự so sánh mà chúng ta tin phải đúng vậy đúng vậy <laughs> nhưng mà thật sự cái tính chất cái người mà hiền tính cái người giác ngộ thì thật sự trong cái cái tâm thức đó nó không có tội lỗi giả dạ, nó làm cái gì cũng có tội lỗi nó thật nói cái này thì nó có tính chất mang giả một chút chứ thật sự cho nên nói người mà kiến tính rồi ừ. có thể nói rủi mà mình có đâm người hết sát sanh cũng không có tội cái đó là rất lạ lúc đầu tôi phản đối dữ lắm nhưng mà sau này tôi nghiệm có những cái rất chính xác khó lường nhưng mà cái câu đó là chỉ những vị tổ hay là đồ nói thật cho nên cái chuyện mà tổ bích trưởng mà chặt con mèo á trời tôi nói thời ông này sao ông biết nhưng mà ông sát sanh rồi tôi thấy ông tội rồi ông tổ không biết là tổ gì nữa lúc đầu tôi mới coi hồi còn nhỏ tôi coi tôi cũng không, không, chịu nữa nhưng mà sau này tôi biết cái chỗ đó có khi nhờ ổng dạp ở đầu mà có khi nó giải thoát cũng có nữa bởi trong cái hành động ổng nó vượt qua sự sống chết vượt qua những cái tính chất rất bí mật của cái, cái, cái sự kết tinh tội lỗi cho nên khi ổng động chạm chỗ đó cũng như không phải cái năng lượng của lực lượng của con người của cái hành động mà còn cái lực lượng của cái tâm giác ngộ đó nó ở trong cái hành động đó cho nên con người đó có thể làm thay đổi cái, cái cái quả thành phước nó có cái lực lượng rất là tốt người ta không tin thì bây giờ người ta hay nói về năng lượng trong thế giới này không có gì tinh khiết bằng đức hiền tính trước là cái cái tính ở trong hiền cái tính này nó là cái tính tức là cái đặc tính của để sinh ra hành động sinh ra cái này kia cái, cái nội nội thể của nó nhưng mà cái đức tính này nó là được giác ngộ cho nên gọi là nó hiền nó giác ngộ từ trong tự tính của nó cho nên khi nó làm được việc gì cũng tốt hết cả đại khái này. Cái kẻ nào giác ngộ trong đạo sẽ thấy rằng cuộc đời của hắn chính là đức hiền tính trong đại thể kẻ nào đầy đủ đức đức tin kiểm soát được quan năng của mình khi đã đạt được đức hiền đó hẳn sẽ sống trong miền hòa bình vô thượng cái hòa bình mà hòa bình theo cái sự xu hướng thì nó khác còn hòa bình của vô thượng là nó còn có điểm bí mật của tự tự nó nó thanh bình tự nó ổn định vô nghĩa là nó nó không có tội từ bên tâm. những kẻ ngu xuẩn lầm đầy hồ nghi và thiếu đức tin sẽ bị quý diệt vì khi tâm trí hồ nghi làm sao họ có thể thoải vui trong thế giới này, trong thế giới khác hoặc là bất cứ một hạnh phúc nhỏ bé nào. Cho nên tâm hồ nghi là cái tâm gọi là nhị nguyên, chia làm bên, không biết là cái đó đúng hay là không đúng, cái đó có hay không có, phải hay không phải. Chỉ mơ hồ như vậy thôi. Cho nên không nghĩ thà là một là thiện hay là ác. Ác thì bởi có lúc ác, ác là tức là mình làm sai đi. Làm sai thì nó cũng dễ dễ tỉnh thức mà làm đúng thì mình đã tỉnh thức rồi ví dụ vậy đó còn làm sai nhưng mà một lúc nào bởi vì cái sai nó sẽ luôn luôn âm thầm nó bị cái 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 đúng hay nó nó bị một cái sự nghịch thành của cái hành động hay là tâm lý đó và một lúc nào nó bùng vỡ nó ngã ra thì cho nên nó lại 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 ngộ được ừ. cho nên kẻ nào nhờ đạo từ bỏ được hành động và nhờ đức Hiền tính, lầm hồ nghi không còn nữa. Cái này sẽ không còn lụy vào hành động. Tức là chữ hành động nhưng mà chúng ta thật sự bây giờ chúng ta nói là không có tâm hành động. Tức là không có chấp hành động, không có lấy cái hành động đó mà làm một cái gì như là một cái nghiệp, như là một cái cái này kia để nó nó trở thành một sự ghi nhận đổ thừa đúng sai phải quá gì cả nó không có mà hành động vô tư cũng như chúng ta có một cái gì đó vướng mắt chúng ta đưa tay chúng ta phủi thì thật sự có nhiều khi chúng ta cũng không biết gì đó nó tự nhiên thôi cho nên cái hành động mà không có tư duy không có nghĩ cũng giống như cái tay này nó xoa bóp cho tay này cuộc đời cũng vậy cho nên con người nó vậy đó cho nên chúng ta biết những cái đạo lý này thì thực sự cái tâm thức chúng ta lần lần nó sẽ mở mang ở cái 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 vô tư ở trong một cái chiều hướng mà không giới hạn không biên giới Cho nên là một chút xíu cái phước đức nhỏ Nó cũng lớn như là Cả một cái hư không ừ. Cũng như mình cúng dường cho Một vị Phật Hay cho một vị Bồ Tát rồi Thì thật sự cái phước đó Cũng không thể lường được Bởi vì sao? Bởi vì người đó không phải nhận Không phải không nhận Nhưng mà nó rơi vào trong một cái cái khoảng Hư vô mênh mông Và cái chỗ đó tuy là nó không lời Không nói, không biểu diễn nhưng mà cái công đức cái sự bí mật đó nó tác động ngược lại thì người đó cũng ở trong cái đó bởi vì trong khoảnh khắc gần nhau trong cảnh sát mà người này đưa một vật cho người kia kia được thì hai cái đó nó có một chút nối liền nối liền từ cái nghiệp và nối liền từ cái hành động cho nên cái người này nó có những ảnh hưởng rất lớn mà không biết được cái người tạng vật đó cho nên do vậy chúng ta nói là uh, cúng dường cho một người vô tâm hay là một đức phật hay là một cái gì đó nó vô lượng vô biên à. cho nên nó cúng dường một uh, trăm người ác không bằng một người thiện trăm người thiện không bằng uh, một người một người dữ uh, giới năm giới không trăm ngàn người giữ giới không bằng một người mà đạt đạt đạo rồi tới cái chữ vô tâm tột cùng thì nó cũng ngang bằng như cái 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 vị của phật bởi nó gọi là vô tâm đạo nhân nhưng mà cái trạng thái này chúng ta chỉ nói thôi chứ mình không có biết được cho nên mình hãy hoài đầm bởi vì bất cứ người nào mình muốn tặng vật cúng dường muốn bố thí thì cứ bố thí chứ đừng có hỏi hỏi ông có vô tâm chưa <laughs> ông có đạt đạo chưa ông có đức độ gì này kia chúng ta hỏi vậy thì thì người ta không có không. nếu người thật thì người ta không có nói đâu mà hoặc là ta nói nghịch lại Ừ. Nghĩa là bây giờ thì họ có đức, họ nói tôi không có đức đâu. Tôi mới tập tu, mới cập đạo này kia hoặc họ. Bởi vì họ không cần cái chuyện đó. Chứ họ nói tôi là đức lớn, hay là đạo lớn rồi này kia để họ hướng cái đó. đó. Họ không cần thiết chuyện đó. Ừ. Cho nên nó kẻ nào nhờ đạo từ bỏ được hành động và nhờ đức. Nên là từ bỏ hành động mà không hành động đó, tức là hành vô hành đó, gọi là hành vô hành đó còn hành mà có hành thì thực sự cái, cái hành đó là 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 nó mình an vô đau bụng đó. và nhờ đức hiền tính bỏ lòng hồ nghi không còn nữa kẻ này sẽ không còn, còn lị vào hành động này Ajina hãy kiên trì trong đạo đừng đứng lên hãy vung lưỡi gươm hiền tính chém phăng mối hồ nghi sinh tử ngu ngu lậu và từ lâu sẽ lan lõi trong tâm hồn ngươi đó, đó là nó cái cái, cái chương nào Cho nên chúng ta không có hồ nghi và không có cái cái điểm ác và chúng ta làm việc bình bình đẳng với cái tâm trong sáng của cái sự bình đẳng. Đó. Cho nên cái này nó sẽ đưa đưa đến cái kết quả cũng như là vô lượng vô biên không giới hạn. Rồi Ừ. Giống như khi chúng ta xin lỗi đó, chúng ta có mấy phút, một, hai phút, ba phút gì đó. Chúng ta cầu nguyện. Thay vì chúng ta đọc này kia đó, có những lúc hồi xưa thì mình cũng đọc. Nghĩa là hồi hướng công đức này kia. Nhưng mà có khi đây có nhiều người, lúc có có ít người. Cho nên khi đọc thì nó lõi chói Cho nên chúng ta mỗi người sẽ tự nguyện trong tâm. Nhưng mà cái trước khi chúng ta cầu nguyện đó, thì ví dụ chúng ta chấp tay. Chúng ta phải ý thức cái hành động mình, tức là năm cái ngón tay này Nó điều nhau Cho nó không có méo mó lệch lạc cái gì Chúng ta ý thức và cái ý thức chúng ta nó định hình Và nó định tính ở trên tâm chúng ta không còn chuyện gì nữa cả Và chúng ta thấy một khoảnh khắc yên lặng Nghĩa là không có vật, không có tâm, không có gì cả Nó không có là gì Nhưng mà cũng không thấy cái không đó, đó là một Còn cái hai nó từ trong cái chỗ căn bằng của cái vô tính nó cái không là gì cả chúng ta cứ phát lên cái tình thương lòng từ chúng ta mong muốn gì đó ví dụ cho họ như chúng ta nói muốn cho chúng sanh vô biên là thể nguyện độ phiền não vô lượng thể nguyện đoạn hay pháp môn vô lượng thể nguyện học phật đạo vô thượng thiện thành nhưng mà mỗi câu nói đó chúng ta nói với một cái lực đó là chân thật mà mong cầu mong muốn thì nó gọi là nguyện còn nếu chúng ta nói mà nói không không thì cái cái, cái công đức nó không có nhiều bởi vì nó do cái tâm chúng ta hoặc là chúng ta muốn đem công đức này hồi hướng cho tất cả cha mẹ chúng ta cũng như tứ sanh phụ mẫu cho nên tất cả những cái, cái bậc đạo đức hoặc là cùng nữa là tất cả chúng sanh vô lượng vô biên bởi vì công đức là nó vô tướng và cái, cái pháp nó cũng vô tướng cho nên do cái tâm ý của chúng ta muốn nó đi đâu thì nó đi đó nó là hư không cho nên cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được an lành, được thanh tịnh, được tất cả thoải mái như là cuộc đời này nó rất khổ và sẽ không còn khổ và tất cả chúng sanh được cái sự hỷ lạc chân thật của đạo pháp và cuối cùng thì nguyện cho tất cả chúng sanh được có duyên để được gặp Phật sau về tiên cực lạc để ngồi tiên qua sen mà nghe pháp và giải thoát trở thành một đức Phật tương lai. À, ví dụ như tùy theo đó mà chúng ta cứ theo đó mà chúng ta nói hoặc là cầu nguyện thêm cha mẹ bà con gì mình cũng sao. Nam mô gì Thầy Phật.